Cho dù hoàng thái hậu không tin lời ta, ta cũng công bố âm mưu quỷ kế của bà cho thiên hạ biết. Hình như ngươi vẫn còn chưa rõ thân phận của mình đúng không? Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ trên bàn cờ của ta. Ở trên ván cờ này, ta muốn để ngươi ở đâu thì cứ để ở đó. Nếu ta không thích, có thể quăng bỏ ngươi mọi lúc, đổi dùng một con cờ khác. Bởi vì ta có rất nhiều con cờ có thể thay thế ngươi. Ngươi tưởng rằng sau khi ngươi ngồi lên ngôi hoàng hậu thì tài giỏi lắm sao? Hay là ngươi quên mất tên thật của mình rồi, Triệu Nghi Chủ? Có phải ngươi quên mất cái tên này rồi không? Hay là đã quên mất thân phận thấp kém liên đới với lại cái tên này của ngươi hả? Là ai bồi dưỡng cho ngươi trở thành nữ nhân khuynh quốc khuynh thành? Lẽ nào ngươi muốn quay về với cuộc sống dân nghèo trước đây? Triệu Nghi Chủ, trả lời ta. Ta đang hỏi ngươi đó. Nên như thần thiếp có chỗ nào đã mạo phạm đến thái hậu, xin thái hậu tha thứ. Ngươi phải mãi mãi ghi nhớ, số mạng của ngươi lúc nào cũng luôn nằm trong lòng bàn tay ta. Muốn thay đổi nó là chuyện không thể. Vào đây đi. Sao vậy? Đứng ở bên ngoài cửa hết nửa ngày, có phải muốn nói giúp cho tỷ tỷ ngươi không? Không đâu. Việc đến nước này rồi, có oán hận ra sao cũng không có lợi ích gì. Con đường này là do chính chúng tôi lựa chọn, tôi sẽ cam tâm tình nguyện đi đến cuối cùng. Rất tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Hợp đức, ngươi thấy sao? Muốn ngồi lên vị trí của tỷ tỷ ngươi không? Đa tạ thái hậu. Hợp đức cảm thấy bản thân tôi hợp giữ chức chiêu nghi hơn. Ngồi lên vị trí càng cao thì sẽ càng dễ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Lùi xuống hết đi. Tỷ tỷ à, hay là tỷ hãy quên chuyện đó đi. Muội nói câu này là có ý gì? Tỷ tỷ cũng biết đối đầu với Định Đào thái hậu sẽ không có kết cục tốt đẹp, có lẽ cả hai chúng ta đều phải chết. À không, có lẽ còn đáng sợ hơn cả chết, có thể chúng ta sẽ biến mất khỏi Vĩnh Hạng này, ngay cả ma quỷ cũng không thể biết được. Nhưng mà để mặc bà ta điều khiển có khác gì so với chết đâu, tỷ không cam tâm. Với muội mà nói, mất đi những thứ đang có hiện tại còn đáng sợ hơn cả chết. Trốn ở một góc nào đó chết một cách đơn độc, hay là đứng ở nơi cao nhìn xuống người khác, không phải đáp án rất rõ ràng sao? Nhưng mà nếu không có con nói dỗi, đến ngày chúng ta nhan sắc tàn phai thì phải làm sao? Đến ngày bệ hạ băng hà thì phải làm sao? Tới lúc đó kẻ địch chúng ta sẽ phân thay chúng ta ra dạng mảnh. Cho dù thật sự là có ngày đó, không cần bọn chúng phải ra tay, muội sẽ tự kết liễu bản thân. Muội điên rồi. Tỷ tỷ à, chết không hề đáng sợ, chỉ cần có thể chết theo tâm ý của chính mình, chỉ cần có thể tận hưởng mọi thứ trước khi chết, vậy đã đủ rồi. Tỷ à, chúng ta nên nắm bắt cơ hội của bản thân, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này.
hợp đức. Thì ra là tỷ tỷ, tỷ tỷ đột nhiên đi vào đây là muội hết hồn đó. Triều phục của tỷ đẹp như vậy, cho nên muội không kiềm chế được lấy nó xuống xem. Tỷ coi có đẹp không? Để nó lại đi. Tỷ làm sao vậy? Sao lại tức giận chứ? Cho dù chúng ta là tỷ muội, mọi chuyện cũng nên có một quy tắc. Muội có thể mặc triều phục hoàng hậu vào sao? Đừng có vượt qua bổn phận của chính mình. Tỷ tỷ vẫn thấy buồn phiền về chuyện của Định Đào Thái Hậu sao? Không cần phải lo lắng đâu, nghe nói bà ta sắp phải quay về Định Đào rồi. Đừng có nhắc Định Đào Thái Hậu với tỷ. Ra ngoài. Muội. Vốn dĩ nên giữ hai muội ở lại thêm mấy ngày, nhưng mà không thể làm trái tông pháp, vẫn phải nhờ hai muội nhanh chóng về đất phong của mình. Mấy năm nay tỷ muội chúng ta vẫn luôn ít khi được gặp mặt. Đây, hãy để cho ta kính hai muội thêm một chung. Trường An, đúng là đời không phải ta nên ở lâu. Ta thấy rất nhớ tôn tử của ta ở Định Đào. Khang Nhi đã không còn nữa, ta chỉ còn một tôn tử này thôi. Bất luận ra sao, ta cũng phải nuôi dưỡng nó khôn lớn thành người. Nói sao tỷ cũng còn có một tôn tử. Tỷ nói xem, trước đây tỷ làm nhiều chuyện ác tới vậy, đều báo ứng lên trên người của con trai tỷ. Theo như muội thấy, sau này tỷ vẫn là nên yên phận biết đủ, tích thêm đức cho tôn tử của mình. Muội nói cái gì vậy? A Diên, muội không biết uống rượu thì đừng có cố toàn nói chuyện lung tung. A Giao, muội đừng để trong lòng, muội ấy say đến nỗi không biết bản thân mình đang nói gì. Các người hãy mau dìu Trung Sơn Thái Hậu vào trong nghỉ ngơi. Không sao, muội không sao đâu, không sao. Muội đó, thật sự khiến cho người ta phải thấy lo lắng. Cho dù cô uống say, cũng không nên nói ra những lời như vậy. Muội lại nói sai gì nữa sao? Muội quên rồi sao? Khi nãy muội nói A Giao tạo ác đa đoan, cho nên đã khắc chết con trai của chính mình. Thật sao? Muội thật sự nói như vậy hả? Ôi trời. Trước đến giờ muội luôn cố kiềm nén suy nghĩ này vào trong lòng mình. Tỷ xem, sao lại bất cẩn bớt ra miệng như vậy chứ? Trước đây tỷ ấy đích thực làm không ít chuyện xấu, không phải là muội du quan tỷ ấy. Bởi vì chuyện của con trai A Giao đã vô cùng đau lòng, hà tất gì muội phải còn rắc thêm muối lên vết thương của người ta? Phải là muội sai còn không được sao? Giờ muội qua đó xin lỗi tỷ ấy. Trễ rồi. Muội lại không phải không biết tính tình của A Giao. Mong là sau này muội đừng để muội ấy nắm được thớp gì của muội, nếu không muội sẽ phải lãnh đủ. Ôi trời. Muội ở Trung Sơn, tỷ ấy ở Định Đào, nước sông không hề phạm nước giếng, sao muội phải sợ tỷ ấy chứ? Tóm lại sau này mọi chuyện muội phải cẩn thận, quản tốt cái miệng của muội lại. Trên đường đi nhớ phải tuyệt đối cẩn thận. Tỷ phải bảo trọng nha. A Giao à? Tiêu đại nhân có thể thuận lợi bình định phản loạn Nhữ Nam đều nhờ Tiêu đại nhân. Ta sẽ xin bệ hạ phong thưởng cho đại nhân. Đó đều là việc chức trách di thần nên làm. Trong khoảng thời gian đại nhân không có ở Trường An, A Giao từng quay về đây. Trải qua nỗi đau mất con,
dường như muội ấy đã thay đổi rất nhiều. Một người có tính tình cố chấp như cô ấy, e rằng không dễ dàng thay đổi được. Chỉ cần có thành ý hối lỗi, những chuyện trong quá khứ cứ để cho nó trôi qua. Di thần có mật tấu liên quan đến việc này muốn bẩm báo với Thái hậu. Có tin đồn nói tiểu muội Triệu thị là do Phó Thái hậu đưa đến phủ Dương A công chúa. Không biết Tiêu đại nhân nghe được tin đồn này từ đâu vậy? Là một nô bộc ở trong phủ Dương A công chúa, sau khi bị đuổi đi cảm thấy bất mãn, uống rượu say nói ra. Thái hậu dự định sẽ làm gì? Phải cho điều tra làm rõ việc này. Nếu như tin đồn này đúng là sự thật, vậy mục đích của Phó Thái hậu khiến cho ta phải nghi ngờ. Di thần bằng lòng đi đến Định Đào Dương cung tra rõ nguồn cội. Nếu như tiểu muội của Triệu thị từng sống ở nơi đó, chắc chắn sẽ tìm ra được manh mối gì đó. Nếu như đại nhân đột nhiên đi đến Định Đào sẽ khiến người ta càng nghi ngờ, cảm thấy nghi ngờ đối phương sẽ có phòng bị trước, như vậy sẽ không thu hoạch được gì. Hàng năm vào thời gian này triều đình sẽ đi phái sứ thần khảo sát tình hình trị lý các quận. Thần thỉnh cầu bệ hạ cho đến Định Đào. Chuyện này liên quan đến người và an nguy của bệ hạ. Di thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy. Vậy thì phải làm phiền Tiêu đại nhân. Ngoài ra, phải giữ bí mật chuyện này với bệ hạ. Dạ.